À, dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Theo Hậu Giang ạ. Dạ em Mai Hương, cameraman kênh Cuộc Sống Theo Hậu Giang. À, hôm nay thì em trở lại với chỗ của chị Hạnh ở Chợ Lách Bến Tre cô chú anh chị nha. À, giao lưu mình một số cây chơi Tết hả cô chú anh chị, một số mai già mùa chuẩn chơi Tết 2023 luôn cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị mình đăng ý liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chị Hạnh với em ha. À, em xin chào bà chủ ơi. À, em chào chị ạ. Hôm nay thì tiếp tục đến với kênh với nhà vườn em ha. Thì em tên Hạnh ở ấp An Quy, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại em là 0373398572, cũng là số Zalo của em như thường khi ha. Thì mấy anh chị đó rất quen với vườn em rồi, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cái mai Tết cũng mấy cái giống cũng rất quen thuộc ha. Đại Lộc, Họ Hương, Thủ Đức và Tân Châu. Dạ. Thì nay là chuyển mưa, nói nhanh nhanh nha mấy anh chị. Rồi là bên đây. Dạ, qua đây ha cô chú anh chị. Dạ. Họ Hương, Thủ Đức của em là được 4 kích cỡ nha mấy anh chị. À, dạ. Bây giờ em quay cái kích cỡ hàng thùng đi ha. Dạ. Xíu nữa em sẽ có hàng mini. Rồi, hàng thùng. Dạ, hàng thùng. Là tàn là ok tàn ha. À, bên em đã xử lý bệnh cho mấy anh chị hết rồi. Thì cái tháng này thì nhiều khi có mưa nắng thì bên em hay có cái này, nhưng mà không sao, không phải là bệnh nha mấy anh chị. Tại tháng mưa. À, toàn bộ là hàng bốn rễ hết ha. Cái này mấy mùa luôn hả chứ? Dạ. Hàng này được 2 mùa hơn. Dạ 2 mùa hơn, liền cốt luôn. Liền cốt, đã liền cốt 100% hết rồi ha. Dạ. Gốc ngón tay út của em á. Dạ. Dạ. Đo cái tay ha, đo chiều cao tay đi cho anh chị biết ha. 1 gang, 2 gang là lấy 40 ăn lên. Dạ. 40 45 ha. Tán ngang là cũng 30 35. Dạ. Cái tán ngang mấy anh chị ha, toàn bộ là hàng tàn đều nó tương tự hết. Thì mỗi cây mỗi vẻ nha mấy anh chị, không phải mà em quay lên cái cặp này thì những cây sao nó y chang vậy. Nhưng mà mỗi cái mỗi vẻ đều có chi nhánh hết cho mấy anh chị như vậy. Dạ. Ha. Đều tàn rồi. Ha. Dạ. Này Hữu Đức Trung thì em xin chào giá mấy anh chị là 120.000 một cây. Dạ. 3 cây nhận đơn, 5 cây bao phí ship toàn quốc cần sa cho mấy anh chị ha. Dạ. Rồi đi một cây kết nữa đi. 1 2 lấy 40 ăn lên ha. 40 đến 45 mấy anh chị. Tán ngang là cây này là tán ngang lớn hơn nãy xíu. 1 2 gang tay thì lấy 30 35 40 cho mấy anh chị ha. Dạ. Toàn bộ thì quấn rễ hết rồi. Nhô hết rồi ha. Do hàng thùng này nè, khi mà em vô hơi có sâu có cạn ha. Chứ không phải là khi mà ship anh chị vô sao không có nổi, là không phải nằm dưới nha mấy anh chị. Dạ, nút nụ là ok luôn á, tôi rất nha. Nút nụ bên em dần phân hết rồi ha. Dạ, 120 một cây nha cô chú anh chị. Rất là đẹp ha, tươi xanh, tròn trịa. Dạ. Hàng mini mấy anh chị cần trồng nè. Bán Tết này rất là ok ha. Hay là mấy anh chị nào mà cần mua mà bán lại vậy đó. Thì bên em có cái giá sỉ cho mấy anh chị kiếm lời thêm ha. Khi mà trồng thì mấy anh chị xuống lá từ 30 đến 50% ha. Dạ. Cho cây nó, chứ không phải để nguyên si về trồng. Dạ. Rồi. Tiếp theo là loại chậu. Tiếp theo là hàng chậu. Hàng chậu 2 tấc ha. Hàng này lớn hơn hàng nãy. Dạ. Nãy ba này ba mùa rồi ha. Rồi. Này tàn chi đều rất là đều luôn á mấy cô chú anh chị. Cái này em dựng đọt cho nó định hình lại cái cây dáng này, nhưng mà về anh chị có uốn éo thêm ha. Thì đo cái hàng này là 1 2 gang tay lấy 40 45 cho mấy anh chị ha. Dạ. Cái này lùng hơn. Cái này cao hơn xí. 1 2 lấy 40 45 cho mấy anh chị ha. Hàng này được 3 mùa các anh chị. Toàn bộ là liền cốt hết rồi. Uốn rễ hết ha. Dạ, uốn éo hết rồi. Luôn rồi. Dạ. Thì hàng này em xin chào giá mấy anh chị là 160.000 một cây. 2 cây nhận đơn, 5 cây bao phí ship cho mấy anh chị ha. Dạ. Thì nút nụ mập hết rồi nha mấy anh chị. Bên em đã dằn rồi, dằn nụ cho mấy anh chị nào không rành á. Ừ. Đi về thì Tết chăm tưới thì vẫn có nụ nhiều ha. Đó. Còn mấy anh chị nào đam mê mà biết kỹ thuật rồi thì có thể dằn thêm nụ nữa ha. Toàn bộ quấn rễ hết nha mấy chị, không hàng không suông nha. Không phải là đế là suông được, không có. Toàn bộ nổi lên hết rồi. Dạ, 160 hả chứ? Lùng lực, 160. Dạ. 2 cây nhận, 2 cây nhận, 5 cây bao phí. Dạ. Trời, tiếp theo là rồi. Cây lớn hả? Tiếp theo thì hàng này là hàng mới, toàn bộ cái lô này là cây mới hết nha mấy anh chị. Dạ. Không có cây cặn cụ ha. Đây, hàng này rất là đẹp. Chụp hình luôn hả chú? Chụp luôn. Rồi, ok. Dạ, cái hàng này nè làm tại vì chỗ em là cái này được 4 mùa. Dạ. Chỗ em quá nhiều.
cho nên là không có vô được chậu 2,5, chứ cây này vô chậu 2,5 là nó phù hợp hơn ha. Vậy là cho em dễ đóng hàng cho mấy anh chị với lại đi giao xe đó, nó sẽ không có trốn chỗ xe. Hàng này là 4 mùa liền cốt hết rồi. Ok, tay cái em nè, đo tay cái đi ha. Vậy đi cho mấy anh chị dễ thấy. Đó, nó bự hơn ngón tay cái luôn. Dạ, to hết rồi, hàng này dạ. Cứng, rất là cứng cốt ha. Nụ rất là mập luôn. Này vàng nụ. Nó là mập ha. Mỗi nắp lá luôn á cô chú, mỗi nắp lá đều có nụ hết trơn. Cái này em đo bằng gang tay cho mấy anh chị đi ha. 1, 2, 3. Thì hàng này lấy 45 ăn lên nha mấy anh chị. Dạ. Cây mỗi cây mỗi vẻ nó đều 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 vậy nè, nó tương tự hết ha. Cái cây khi mà em quay á, là nói lại mấy chị một lần nữa, khi mà quay thì có chậu, nhưng mà em giao thì em không thể nào ship được cái chậu hết, ship thì nó cũng sẽ bể. Dạ. Cái nhất cái hai nó thì tụi em phải quấn băng keo ốp cái cây vô mới là không động rễ, không bị gãy nhánh cho khách. Cho nên là khi chị nhận hàng thì nhìn trong thùng thì đương nhiên nó không có giống như vậy. Dạ. Nhưng mà khi mở thùng ra mấy anh chị chỉnh chu cây lại rồi để vô chậu hoặc là cái chỗ gia đình anh chị nuôi bằng cái gì đó thì thay vô, thì miếng phân nó cho cứng bầu ha. Cho cứng bầu thì cây chỉnh chu lại y chang như quay YouTube. Tại vì đã bán là phải uy tín chứ không có mà trà trộn hàng ha. Dạ. Toàn bộ hàng lựa đẹp cho khách hết. Đó. Chứ hàng nào yếu yếu xấu là tụi em để lại chăm, không bán ha. Rồi nó nhắc lại cho mấy anh chị. À, cây này nữa nè, qua cây thứ hai cho khách. Cây này gốc bự hơn. Toàn bộ là gốc dày. Dạ. Gốc cũng 7-8 hết rồi đó. Dạ. Nổi lên hết rồi hen. Đó. Em cây dày thì tụi em phải ốp vô để đóng hàng chứ không khi nào mà để nguyên về được hết. Dạ. Nguyên về là sẽ bị gãy. Đó, rất là đẹp ha. Rồi cái tàn cũng bự lắm rồi đó cô chú anh chị. Đó. Cái này mình lên cái chậu mình để chơi Tết là quá ok luôn ha. Cái này là tại em không có chỗ được nhiều nên không có hai chỗ 2,5. Dạ. Đó, rất là đẹp ha, rất là bự nha. Thì hàng này em chào hàng với mấy anh chị làm 200 ngàn một cây. Dạ. 2 cây nhận đơn, 4 cây bao phí ship cho mấy anh chị gần xa hết ha. Dạ. 200 ngàn. Rất là đẹp ha mấy anh chị. Dạ, cái này em cũng có số lượng. Hình dụ anh chị muốn mua bán lại nè. Trồng số lượng hay là bán Tết gì bên em sẽ có cái giá ưu đãi hơn nữa hen. Dạ. Dạ, rồi. Rồi. Cô chú anh chị mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại chị Hạnh giúp em luôn ạ. Tiếp theo cũng rất là quen thuộc với nhà vườn em ha. Đại Lộc. Tên rất đẹp hết anh chị. Mà bông cũng đẹp luôn, bông to luôn. Dạ. Nút nụ thì mỗi nách lá luôn cô chú anh chị mình yên tâm nha. Hàng này thì nụ rất là nhiều ha. Toàn bộ là quấn rễ hết mấy anh chị. Dạ. Cứ an tâm về cây không có suông nha. Em đo chiều cao bằng tay luôn đi. 1 2 lấy 45 ăn lên cho mấy anh chị nha. Dạ. Cây này lùn hơn xí thì nó sẽ có tàn như vậy. Lấy 45 ăn lên cho mấy anh chị hết, toàn bộ là quấn rễ hết nha. Cái này cũng mấy mùa ha chứ? Hàng này được 2 mùa. Dạ. Rồi. Thì hàng này em xin chào giá mấy anh chị là Đại Lộc 120 ngàn một cây. 3 cây nhận đơn, 5 cây bao phí ship cho mấy anh chị toàn quốc gần xa ha. Dạ. 120 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, tiếp theo là cúc 24 36 cánh ha. Dạ. Thì cũng mình cũng hay thường gọi là Tân Châu á. Đây, cái rất là phân tàn luôn rồi cô chú anh chị. Rất là đẹp ha. Để bàn nè, bán Tết nè, trồng đều ok hết ha. Thì bên em đã xử lý sạch bệnh ha, không bị gì hết. Quấn rễ hết nha mấy anh chị. Tại có khi em vô là vô sâu vô cạn không có thấy bộ rễ hung. Nhưng mà toàn bộ của đây như cây này nhô lên nè. Dạ. Nó toàn bộ là quấn rễ hết ha, đảm bảo mấy anh chị ha. Thì đo cái gang tay cho cây này đi. 1 2 thì lấy 45 ăn lên cho mấy anh chị ha. 40 45 ăn lên. Anh chị cần cao thì sẽ lấy cao, anh chị cần lùn lực thì tụi em sẽ lựa lùn lực. Dạ. Thì cái hàng này em xin chào giá là 120 ngàn một cây. Lấy dạ. Cây nữa cho anh chị ha. 120 luôn cô chú anh chị. Dạ, 120 ngàn cây, 3 cây nhận đơn, 5 cây bao phí ship toàn quốc gần xa cho mấy anh chị ha. Dạ. Thì toàn bộ mặt hàng bên em là dằn phân nụ cho mấy anh chị rồi. Cứ an tâm ha. Miền ngoài, miền Trung, miền Bắc kìa đó thì bên em là đều là có bông có Tết hết cho mấy anh chị ha. Đây, 120. Rất là bự hết mấy anh chị. Đẹp lắm. Dạ. Đây, quay cái nữa cho mấy anh chị coi ha. Dạ. Bông ngẫu nhiên nha, chứ bên em không có lựa cây đẹp nhất để mà quay lên đâu. Cái này gốc cũng bự lắm rồi cho chú chị nha. Gốc bự rồi. Dạ. Hàng này được 2 mùa hơn á. Tàn chi ra đều hết rồi. Cái này mà em thay vô chậu 2 này thì nó sẽ như bự rồi. À. Bự lắm. Rồi. Cái này 120 nha. Dạ.
rồi lên sau đi rồi mua. Rồi. Dạ. Tiếp theo là Thủ Đức mini ha mấy anh chị. Thủ Đức này thì nó rất quen thuộc rồi ha, nhưng mà lô mới nha mấy anh chị. À, những cái lô trước em bán hết rồi. Cái hàng này em mới vừa xuất ra luôn. À, toàn bộ quấn ghế đẹp ha. Lô này cũng ghế đẹp lắm. Đó, nó nhỏ luôn ha cô chú anh chị. À, nhỏ nhỏ chứ mà cũng nụ dữ dằn lắm nha. Nhỏ nhỏ nụ lắm. Đây. Chi có luôn á cô chú anh chị. À, em nhỏ nhưng mà bông em bự. À, cái hàng này rất là dễ thương mấy anh chị. À, mini Thủ Đức 70k một cây. Dạ, 3 cây nhận đơn, 5 cây bao phí ship. Thì hàng này em lấy từ 30 cho mấy anh chị ha. Dạ. 30 ăn lên đi. Tại vì bên em là mấy anh chị coi clip quen rồi cứ lùng lực cho được đùng lại nụ bự nè. Tết bông to nè. Rồi cành nhánh nó kích hơn hiền. Dạ. 70.000 một cây nha cô chú. Dạ 70. Thì hàng này số lượng em cũng có ha. À, anh chị nào cần thì em để cái giá hữu nghị yêu thương hơn hen. Tại của nhà vườn nè nha. À, tiếp theo là Thọ Hương là cũng quen thuộc ha, nhưng mà Thọ Hương này được cái là bông chùm to, nhưng mà cái nách lá nó không phải giống như Thủ Đức với anh chị, không có sao Thủ Đức được, nhưng mà bông chùm. À, cây này lấy loại mini này nè, lấy cho khách từ 30 ăn lên ha. Đây toàn bộ là quấn rễ hết. Cái này em chưa hai bầu quá, nó hơi lúc lắc. À, thì hàng này em chào là 70k một cây, 3 cây nhận đơn, 5 cây bao phí, quấn rễ hết nha mấy anh chị. Em chưa kịp hai phân hai chậu, hơi xấu tí, nhưng mà cây đẹp nha. Đây quấn rễ hết. Thì hàng này được 1 năm rồi nha mấy anh chị. Chơi Tết ok luôn hết chứ. Rồi tiếp theo cũng là Họ Hương ha. Họ Hương hàng này vô chậu nha mấy anh chị, gốc nhớt hết rồi. Thì hàng này được một mùa hơn. Mùa hơn cũng gọi là liền cốt, nó còn mắc chút xíu ha. Quấn rễ hết. Lúc đầu có ok luôn nha cô chú anh chị. Hàng này mấy anh chị nào vô gia chỉnh sửa thì nó sẽ tròn trịa hơn ha, em chưa vô kịp. Thì cái này là chào hàng là 100.000 một cây ha. À, 2 cây nhận đơn, 5 cây bao phí. Cái hàng này là vừa cho mấy anh chị lấy bo luôn nè. Bo rất là nhiều ha. Thì bình thường nếu hiện sẽ con lại như vậy, nhưng mà thôi để vậy cho khách lấy bo. Lấy bo đi rồi lấy cái cây này để mà chơi Tết. Xà bông luôn. 100.000 một cây nha cô chú anh chị. Dạ, rất là rẻ bèo luôn ha, 100. Tại cái loại nó hơi hư nách mà được cái bông. Dạ. 100.000. Rồi. Tiếp theo là qua đây đi. Dạ. Quay nhiều cây cho mấy anh chị dễ biết nè. Cũng là Họ Hương luôn nha mấy anh chị. Họ Hương này lớn mùa thì bình, nếu mà Hương này bình thường là em sẽ vô chậu 2-2.5 ha. Nhưng mà vô thùng gì nè cho mấy anh chị, về bên chị thay chậu của nhà mình nó dễ hơn. Thứ nhất, cái hai là để em đóng hàng cho nó dễ á. Đẹp lắm nha, lô Họ Hương này em đã vô dây chỉnh sửa rồi. Bóc ngẫu nhiên cho mấy anh chị nha, toàn bộ là hàng cũng dễ hết nha mấy anh chị. Cây nào cũng có đế quá hết cô chú anh chị nha. Nó liền à, cốt luôn à. Hàng này thì hàng lấy 50 ăn lên cho khách nha. Cây cao lắm. À, cây này hơi nghiêng xíu nè. Đó, tàn nhiều. Dạ. Cái này là không phải cây bị bệnh nha mấy anh chị. Tại dưới quê em hay giờ hay bị mưa. Dạ. Mưa cái hơi nắng xíu thì nó hơi cháy lá, nhưng mà không sao nha. Vẫn ra lá mới cho mình nghe. Ai cũng bị hết. Thì Họ Hương này em xin chào giá là rất là mềm. Mềm lắm. Là 160.000 một cây. Dạ. À, 3 cây nhận đơn, 5 cây bao phí ship. Dạ, đó rồi, cho khách. Dạ để giá hữu nghị. À, cái số lượng này em cũng còn mấy trăm á, thì anh chị nào có mua số lượng trồng hoặc là cần giao hàng xe thì em sẽ để giá hữu nghị hơn xíu ha. Dạ, để nôm luôn ha. Đủ dáng đủ kiểu luôn á cô chú anh chị. Cây này lấy từ 50 trở lên. Dạ 160.000 một cây. Cái này mà hai cái chậu qua mà anh chị bán Tết là ok dữ lắm luôn. Rất đẹp. Dạ. Rồi. À, tiếp theo nó là quen thuộc ha, Emily này. Mày xoắn rất là đẹp. À, mấy anh chị nào mà uống nước trà đồ xem tivi rồi ha, thì mua cái chậu đẹp đẹp về mình chị hai để mình ngắm ha. Nó cũng có nụ kim hết đây. Mấy cái mai này giờ hay có nụ gió, bông gió chứ, thì nó sẽ nở ra bông to lắm. Thì hàng này quen thuộc thì em sẽ chào hàng là 60.000 một cây, 3 cây nhận đơn, 5 cây bao phí. Thì cái này chiều cao nó thường là nếu dựng đọt lên nó sẽ 20, lấy cho 20 cho khách ha. Nhưng mà để sắn sắn xuống thì cho đẹp. Nó rủ xuống dễ thương hơn ha. Dạ. Còn nếu mà kéo lên trên nó thì nó cũng giống như mấy cây này.
À, vậy đi cho nó theo một kiểu của cho nó lạ lạ hơn. Rồi tiếp theo nó là cái siêu nụ ha. Cái siêu nụ này là cao là lấy 50, 45 ăn lên cho khách ha. 80.000 một cây, 3 cây nhận đơn, 5 cây bao phí. Hồi nãy chuyển mưa, nói chuyện nhanh quá, bây giờ nó chậm lại mấy anh chị. Sợ mưa không kịp. Toàn bộ quấn rễ hết nha. Trời siêu nụ luôn cô chú anh chị nha. Em này nhìn em vô là em nụ không à. Nụ từ trên xuống dưới luôn. Cái thân mà em vẫn có nụ. Dạ. Đúng như cái tên luôn nha. Nó đẹp. Bên đây có bông nè. Quay cái bông. Dạ. Ôi chắc bên này tàn rồi, mấy hôm rồi. Đi ha. Này có cái bông nhưng mà bông này tàn rồi, vậy đi cho mấy anh chị ngắm. Nó cũng nhiều cánh lắm á, mà nó rớt rồi. Đã mấy ngày rồi. Lúc nụ nó nở một cái này không thấy nhánh đâu luôn á cô chú anh chị. Cái này đã nở rồi nè. Đẹp không? Lùng rất lực. Rất là khích luôn ha. Em này là cũng dữ dằn luôn. Nó vậy cho quay cho kiểu cho anh chị dễ nhìn dễ biết. Nó nở là nó chùm gì nè, chứ không có nhỏ, nhưng mà nè mấy ngày tàn rồi, uổng quá. Nè, thôi mày nhìn ngắm vậy đi. Cho nó cũng có bông. Dạ. Rồi, em hết rồi. Rồi, hết rồi. Giờ nó chậm ha. Dạ giờ nó chậm lại nãy nó nhanh. Dạ. Giờ cuối clip ha. Em mong cô chú anh chị nè, gần xa đăng ký kênh ủng hộ nhà vườn em là nãy giờ em giới thiệu với anh chị nào cần một cây đó thì gồm 3 cây, 5 cây em bao phí em sẽ gửi luôn. Dạ. Chứ không phải là cố định một loại giống. Rồi. Cuối clip em mong anh chị gần xa ủng hộ kênh nhà vườn em ha, để kênh thì lại được sao ta? Phát triển à. Phát triển thêm. Còn nhà vườn em là có sản xuất cây đẹp nè, để mà phục vụ Tết ha. Dạ. Rồi. Bán được nhiều cây hơn nha. Dạ. Rồi em xin hết ạ. Dạ rồi, cảm ơn bà chủ đã chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Chỗ của chị Hạnh thì cũng có khá là nhiều loại giống đấy cô chú anh chị. Đặc sản là Thọ Hương với lại Dảo Thủ Đức, cây liền cốt đế đẹp luôn ha. Cô chú anh chị mình có nhu cầu liên hệ trực tiếp sỉ lẻ với số điện thoại của chị Hạnh giúp em nha cô chú. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn ạ.